Thím theo dõi một thời gian thì buổi chiều hôm đó thím phát hiện là chú với thím Sáu vào trong ngôi nhà hoang. Thím đến á, thím xác định là hai người ở trong nhà hoang đó, thím mới quay về. Chú Tư làm nghề xịt cá đó, chú có mua axit về để pha, để chế vào bình đó. Thím về thím mới rót ra một ca mũ mà axit đó. Khi mà thím đến đó, thì hai người giống như nhộng. Thím tức quá mới tạt một ca axit đó thì cả hai đều bỏng hết. Thím Sáu đó bị mù hết một mắt, còn chú thì bị thương cũng khá nặng trên phần lưng, phần cổ. Di Linh rất vui gặp lại quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trước khi vào câu chuyện, Di Linh xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống. Di Linh cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã gửi câu chuyện về cho Di Linh đọc lại cho mọi người nghe. Và hôm nay, tiếp tục chương trình, Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe một mẫu chuyện có tiêu đề Mẹ con bà Thiếp thích thả rông, mồi chài, chai làng. Vì nguyên tắc cộng đồng nên tên nhân vật trong câu chuyện Di Linh đã thay đổi. Tạm thời, Di Linh sẽ đặt bạn nam này tên Tâm nha quý vị. Rồi bây giờ, Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe bạn Tâm kể câu chuyện của bạn nha. Em xin chào anh Di Linh. Em xin chào toàn thể mọi người. Em tên là Tâm, năm nay em 19 tuổi, quê em ở Tân Hưng, Long An. Gia đình của em có 4 thành viên gồm có ba mẹ em gái em và em. Nhà em cũng tương đối là ổn định. Ngày ngày gia đình em chỉ có làm ruộng nhà thôi, chứ không có đi làm thuê. Nói chung là tới mùa lúa mới làm. Từ nhỏ thì em đi học, nhưng mà cái học thức của em kém đó, nên là em học cho tới lớp 5 thì em bỏ học rồi. Em cũng là một đứa trẻ ngoan chứ không phải là nghịch ngợm, làm cái gì cũng được hết, nhưng mà đừng có ép em đi học. Em học không có vô, chữ là em học, thầy cô dạy ở trường, về nhà em đều quên hết. Em cũng không biết là tại sao mình như vậy, nhưng mà ngược lại em gái của em học rất là giỏi. Các bạn của em thường gọi em là thằng ngu. Thực sự đó thì em cũng ráng cố gắng học lắm, nhưng mà cái gì đó em học chữ thì em lại quên hết. Em học cho tới lớp 5 thì bạn bè cười chê em nhiều quá, nên lúc đó em chán rồi, không học nữa. Khi mà em trốn học đó thì ba biết được đó, ba cũng đánh nhiều lắm. Đánh rồi ba lại đưa đến trường. Nhưng mà chỉ một hai hôm thôi thì em lại bỏ trốn tiếp. Em mặc cảm với các bạn và cuối cùng thì em quyết định là nghỉ học. Bây giờ ba đánh cỡ nào em cũng không đi học. Hôm đó thì ba tức lắm. Ba đánh em cũng mười mấy roi đó. Từ đó tới giờ hôm đó là ba đánh nhiều nhất. Nhưng mà ba đánh xong rồi ba dẫn tới trường thì ba đi phía trước, em cũng đi phía sau. Em quyết định là không vào học. Ba mới hỏi em nguyên nhân như thế nào mà con không dám cố gắng học. Con không học rồi đó, sau này con lớn lên con dốt giống như ba như vậy nè, rồi gia đình mình cứ khổ hoài. Lúc đó em nói một câu thôi thì ba em không ép em học nữa. Em mới nói, ba nói ba thất học, nhưng mà ba đâu có bỏ đói anh em của con ngày nào. Bây giờ nhà mình đó chỉ có thiếu xe hơi thôi chứ không có thiếu gì. Đất thì mênh mông, nhà thì nhà đẹp, gia đình mình sống hạnh phúc. Thật sự đó, con cũng rất là muốn đi học cùng các bạn. Nhưng ba cũng biết, học vấn của con quá kém. Khi con học rồi, thua sút bạn bè. Con vô trường đó, cũng giống như là một đứa trẻ bị kỳ thị. Giống như một đứa mà bị cùi hủi gì đó. Mà ba có muốn là con mình bị người ta hất hủi trong trường hay không? Không phải là thầy cô hất hủi, nhưng mà các bạn kỳ thị không chơi với con. Khi em nói tới đó rồi thì ba không rầy nữa. Ba nói thôi, nếu mà con nói như vậy rồi thì ba phải đành chịu thôi. Mà sau này thất học đó, lớn lên mà con khổ gì đó thì đừng có nói là tại ba không cho đi học nha. Rồi ba em cũng cầm tay dẫn em về. Bây giờ thì ba không rầy không đánh em nữa, nhưng ngược lại thì tới mẹ. Lúc đó thì mẹ phiên em đi học đó, thì ba cũng phiên mẹ. Và ba cũng kể cái sự việc mà em kể lại cho ba nghe đó. Thì ba kể lại cho mẹ. Lúc đó thì mẹ cũng bắt buộc em đi học, nhưng mà ba thì lại bênh em. Ba thương con mà, đâu có muốn con mình vào trường bị các bạn xa lánh. Ba mới phiên mẹ thì lúc đó đó mẹ cũng chửi luôn ba luôn. Ngày hôm đó thì giữa ba em với mẹ em bắt đầu cãi nhau chùng trời. Tối hôm đó thì em buồn lắm. Em buồn tại vì vì em mà ba mẹ cãi nhau. Nên tối hôm đó đó em quyết định là không ngủ ở nhà. Em ra ngoài ruộng đó. Ngoài ruộng thì rơm rất là nhiều. Rơm thì chất lại một đống rất là to. Tại vì trong đống rơm đó là cứ mỗi buổi chiều hai anh em của em ra ngoài đồng đó, lôi cái bó rơm ra cho trống một cái lỗ rồi làm nhà, là bán quén rồi trong đó. Em thấy rất là buồn tại vì vì mình mà ba mẹ phải đánh nhau và cãi nhau. Em mới bỏ nhà ra ngoài ruộng, em chui vô cái rơm đó, em ngủ một giấc cho tới sáng. Tối đêm đó ba mẹ em đi tìm em khắp nơi, nhưng mà đâu có nghĩ là em ra cái rơm đó em trốn. Tìm cả đêm không gặp, sáng sớm đó em lôi nhau về, mẹ chạy ra ôm em, mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ mới nói là mẹ muốn con đi học.
Mẹ không muốn là con thất học. Mẹ em thì không biết một chữ, nên là mẹ rất sợ các con thất học. Mẹ mới phiên em như vậy. Thì em cũng biết là ba mẹ tốt cho mình, muốn cho mình đi học. Nhưng mà cái vận số của em đã như vậy rồi. Học chữ ngày nào thì trả lại thầy cô ngày nấy. Bây giờ có vào trường ngồi thì học xong rồi về nhà cũng quên hết. Nên là học càng ngày càng cao đó, em biết chắc là mình thi sẽ không bao giờ đạt. Và các bạn kỳ thị em nữa, nên là em không muốn học. Nếu mà em mà đứa trẻ lêu lỏng, mê chơi thì nó mới là nó mê chơi nó bỏ học. Thì cái đó em cũng không nói. Em là một đứa trẻ rất là ngoan, từ nhỏ đó em được ba mẹ giáo dục rất là tốt. Khi mà học bài ở nhà đến trường thì lại quên. Khi mà học ở trường về nhà thì lại quên. Không có cách nào mà nhớ được. Sáng hôm đó đó, mẹ ôm em, mẹ khóc rất là nhiều. Mẹ nói thôi, nếu mà con không muốn học nữa thì thôi mẹ cũng không ép nữa. Lúc đó em mới nói, tại vì con mà ba mẹ cãi nhau, thôi mẹ hòa nhau đi, đừng có giận nữa. Nếu ba mẹ mà tiếp tục giận nữa thì con sẽ bỏ nhà đi mà đi luôn á, chứ con không có đi trở về nữa đâu. Ngày hôm đó thì ba mẹ cũng hứa với em là ba mẹ sẽ không bao giờ cãi nữa. Từ hôm đó thì không còn ai ép em đi học nữa. Em gái em thì học rất là giỏi. Em dần dần lớn lên, cái mùa mà làm ruộng đó thì em phụ ba mẹ ra ngoài đồng làm ruộng, còn cái mùa mà không có làm ruộng đó thì ba mẹ thì không có đi làm thuê, chỉ làm nhà thôi. Cứ ba mẹ làm cái gì thì em làm cái nấy. Nói chung là nhà em thì trồng rau xung quanh rất là nhiều, phục vụ ăn uống là chính. Kế bên nhà em nó có thím Sáu. Trước đây đó chú thím thường xuyên cãi nhau, tại vì chú xấu hổ vì thím thường xuyên thả rong. Khi có bạn đến nhà thím cũng thả rong như vậy. Khi mà bạn về rồi đó thì chú với thím biết cãi nhau thì la lên cái vấn đề đó, nên là bên đây em nghe em mới biết. Nhà em với nhà thím đó cách nhau chừng 5 mét đất thôi. Nhà thím thì cũng nghèo lắm. Thím có một đứa con gái lớn hơn em 1 tuổi. Từ nhỏ đó là em đã thấy bà thím này thả rong rồi. Còn nhỏ thì em thấy là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đến khi mà em 16 tuổi, lúc đó thì em đã có bạn gái rồi. Nên là những lúc em thấy là em cảm giác là nó khó chịu. Tối ngày bà ấy và con gái thích thả rong. Em 16 tuổi thì con gái bà ấy là 17 tuổi rồi. Nhưng mà ngày nào cũng vậy hết. Mà không phải là thả rong ở nhà không. Đi tới hàng xóm vẫn thả rong. Mà bà ấy thì thường xuyên qua nhà em chơi. Mà mẹ em thì rất ghét bà ấy vì cái tội là thả rong. Tại vì đó, nhà em thì cũng có đàn ông là ba, rồi em nữa. Cũng có vài lần em nghe mẹ em phiên kêu bà ấy là đừng có thả rong nữa, thả rong ở trong nhà thôi. Còn mình đi ra ngoài thì đừng có thả rong. Nhưng mà tánh nào thì tật nấy, bà ấy cứ như vậy. Mà bà ấy cõng 2 trái dừa rất là to. Mà ngày nào cũng thả rong đi bẹo bẹo. Tánh bà ấy thì rất kỹ, quét sân, quét tường trước cho biết sao. Con gái của bà ấy cũng vậy nữa. Sao mà hai mẹ con sống một cái cách sống rất là thoáng. Theo em nghĩ là hai người đó phải đi qua nước ngoài sống như thế nào đó. Chứ ở Việt Nam thì em thấy không phù hợp. Mẹ em là người ở gần nhà nhất, nên là mẹ em thường xuyên phiên. Mẹ cũng sợ là bà ấy với con bà ấy mà thả rong như vậy đó, thì cha con em sẽ có một ngày làm bậy với gia đình bà ấy. Nên là mẹ em thường xuyên phiên bà ấy, từ phiên nhỏ nhẹ cho tới cãi lộn. Nhưng mà bà ấy cũng đâu thay đổi gì. Mới đầu thì bà ấy thả rong. Từ lúc mà mẹ em với bà ấy mà cãi nhau một trận lông trời đó, thì bà ấy lại lên đô nữa. Nhà vệ sinh của bà thì ở phía sau. Khi bà tắm xong rồi bà để như nhộng vậy đó, đi thẳng vào trong nhà. Mà cái hướng mà từ nhà vệ sinh của bà đi vào trong nhà của bà, nhà sau đó, cửa sau nhà em là ngó đối diện qua đó. Mà em với ba em đều là thanh niên đàn ông mà, nên là thấy cái cảnh như vậy đó thì đâu có thể nào mà bỏ qua, cũng phải nhìn. Mà mỗi lần nhìn mà mẹ em thấy một cái thì chửi bất biết, chửi cho con em đó. Mà quý vị cũng biết là thanh niên đàn ông là cứ của ai để hở thì cứ nhìn thôi. Mà em thì con trai mới lớn, khi mà thấy cái gì nó độc lạ thì cứ quan sát thật kỹ. Mà ngày nào cũng vậy hết. Lúc đầu thì bà thả rong, còn sau này mỗi lần mà đi ra tắm xong rồi thì để như nhộng vậy vô nhà. Em cũng không biết là bà ấy nghĩ như thế nào. Nếu mà không có nhà ai, chỉ có nhà mình thôi đó, thì muốn làm sao nó làm. Còn trong khi đó có nhà của em muốn cặp vách với bà ấy, mà cái cửa sau nhà em thì lại quay qua nhà bà ấy. Mà cái hướng bà ấy đi thì trước mặt cái cửa nhà em, thì hỏi làm sao mà cha con em không thấy được. Ngày ngày bà vẫn thả rong vậy đó, đi mua đồ, đi đầu này đầu kia. Bà cũng tám dữ lắm, đi đầu này đầu kia. Bà đến đâu đó
thì gia đình người ta xào xáo tới đó, không phải là bà nói thêm nói bớt gì, nhưng mà cái tặc quà đi thả rong. Khi tới nhà đàn người ta đó thì đàn ông người ta dòm ngó bà ấy, thì vợ chồng người ta lục đục cứ như vậy. Theo em nghĩ chắc có lẽ là mẹ con của bà ấy đầu thai lên rồi đi ghẹo đồ này đồ kia cho người ta chửi hay là gì đó. Em thấy những đứa bạn của em đó 13 tuổi thì người ta đã kín mít rồi, nhưng mà con của bà ấy đó đẹp gái lắm, mà tên cũng đẹp, nó tên Phấn, rất là đẹp. Con bà ấy thì vóc dáng đẹp lắm, banh thì nhìn cũng ngon, nhưng mà không biết cái mắt có chứng gì đó mà hai mẹ con thích thả rong. Thì thời gian như vậy đó trôi qua, hai mẹ con cứ đi ghẹo đồ này đồ kia cho người ta chửi vấn đề thả rong. Cứ hai ba hôm là mẹ chửi em với ba, cứ hết bữa nay rần rần ngày mai rần rần chỗ khác, mà cái nội dung chính rần rần cũng vì bà ta mà ra thôi. Mẹ em thì cũng sợ là cha con em làm bậy rồi dính vào lao lý. Khuyên em mỗi ngày, mẹ nói là con lớn rồi, cũng muốn trưởng thành rồi, con thấy thì đã vậy thôi, đừng có bày đặt mà thấy mái tay chân rồi mặc công á, dính vào tù tội. Mẹ khuyên em mỗi ngày như vậy đó. Đến khi mà mùa lúa năm đó đó mà bán lúa xong rồi đó, mẹ em quyết định là đầu tư một cái hàng rào hoành tráng xây xung quanh hết lên cao khỏi đầu để cho cha con em không nhìn thấy bên đó. Từ ngày hôm đó thì cha con em không thấy trực tiếp ngay cửa sau, nhưng mà trước cửa nhà em đó là con đường lộ thì bà ấy cũng đi qua đi lại vậy đó, thì không thấy chỗ này cũng thấy chỗ kia. Từ lúc nhà em xây hàng rào rồi gần 3 tháng sau, bà ấy qua nhà chú Tư thêm qua bắt mối hay sao dụ dỗ. Chú Tư ba mấy tuổi thôi, thời điểm lúc đó là vợ của chú mới sinh con, thêm mới qua cà rê dây ngỗng gì bên đó đó, mà trong khi đó là thím Tư còn ở trong giường cự, vô tình có một người thấy. Thì lúc đó đó là thím mới sanh em bé đó, nên là người thấy đó không có kể trực tiếp cho thím. Để hơn một tháng sau thì thím cứng cáp rồi đó, người đó mới kể cho thím nghe. Thím Tư mới theo dõi, thím theo dõi một thời gian thì buổi chiều hôm đó thím mà phát hiện là chú với thím Sáu vào trong ngôi nhà hoang. Thím đến á, thím xác định là hai người ở trong nhà hoang đó, thím mới quay về. Chú Tư làm nghề xiệt cá đó, chú có mua axit về để pha để chế vào bình đó. Thím về thím mới rót ra một ca mũ mà axit đó. Khi mà thím đến đó, thì hai người giống như nhộng, thím tức quá mới tạt một cái axit đó thì cả hai đều bỏng hết. Thím Sáu đó bị mù hết một mắt, còn chú thì bị thương cũng khá nặng trên phần lưng phần cổ. Công an bắt thím đem lên xã, xong rồi thấy thím có một bé nhỏ đó nên là cho thím tại ngoại về để nuôi con. Bây giờ thì thím Tư tạm thời tại ngoại nhưng mà nuôi con. Hình như là em nghe nói là nuôi con cho tới là 2 3 tuổi gì đó thì thím Tư phải chịu án. Chồng của thím và thím Sáu thì được đưa đi bệnh viện. Khi đi bệnh viện về thì chú bị thương cái cổ và cái lưng rất là nặng, còn thím Sáu thì vĩnh viễn mất đi một con mắt, và đồng thời thì một bên trái dừa của bà ấy đã bị phỏng rất là nặng và phải cắt bỏ. Khi mà sự việc đã xảy ra rồi thì mọi người đều có chung một cái kết luận: gieo duyên nào thì gặp quả nấy. Bà ta thường xuyên thả rong đi mồi chài trai ở trong làng, đi dụ người này dụ người kia. Trước đây thì bà không đẹp, nhưng mà bà còn đủ 2 con mắt và không có thẹo. Còn bây giờ kết quả đó thì bà đã mất đi một mắt bên ngực, và mặt mày của bà thì đã bị cháy. Mọi người có chung một cái đáp án, đó là tội lẳng lơ thì phải trả giá. Thông qua câu chuyện của em đó, em muốn nhắn nhủ đến toàn thể mọi người: khi mà chúng ta sống một mình, của chúng ta ở một chỗ nào đó mà riêng chỉ một bên ngôi nhà mình thôi, thì mình muốn làm gì đó mình làm. Còn nếu mình sống có thêm một ngôi nhà thứ hai thì mình ăn mặc kín đáo chút xíu. Có đâu mà hai mẹ con, một người thì 19, 20 tuổi, một người thì 40 mấy tuổi, mà cả hai người là hai thế hệ mà không biết trân trọng cái tánh mạng của mình và không biết trân quý những gì mình có, tối ngày thích thả rong đi thả thính đầu này đầu kia, rồi cuối cùng thì mang thương tích vào người. Em không nói là mình ăn mặc kín cổng cao tường, nhưng mà mình ăn mặc có chừng mực chút xíu, đừng có lố lăng để người khác đó người ta nhìn thấy thì gia đình người ta lục đục, đó là chuyện nhẹ thôi. Còn mình thường xuyên tới lui nhà người ta, mình thả rong rồi mồi chài thì những người phụ nữ người ta ghen lên rồi, thì việc gì cũng có thể xảy ra. Thì cũng giống như thím Sáu thường xuyên mà thả rong đi rủ rê người này người kia, mồi chài đi với chai vào nhà hoang, và cuối cùng thì vợ người ta kiềm chế không được, và cuối cùng thì đã cho bà ấy một cái axit.
Em cũng không biết sự việc đó sau này như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ thì con của Tiến Thư đó mới có tuổi mấy thôi, thì Tiến vẫn còn sống ở nhà, không được đi nơi khác. Chuyện này em thấy khá là nhức nhối, bởi vì một người lẳng lơ mà hại đến người khác hoặc là gia đình người khác tan vỡ. Thím Tư thì cũng quá đáng là tạt axit vào người ta, thay vì đánh cho một trận thì được rồi, còn này tạt axit thì nói chung là cũng quá ác. Tại vì thím Tư bức xúc quá đó nên là sự việc đó mới xảy ra. Em cũng hy vọng là mọi người nghe được câu chuyện của em, mọi người sẽ rút ra cho mình được một bài học. Mình hãy trân quý cái tánh mạng của mình, tại vì không có gì quý hơn bằng tánh mạng của mình. Tài sản mình có ngàn cây vàng hay là hàng trăm tỷ, cái sức khỏe của chúng ta, tánh mạng chúng ta không có thì chúng ta cũng chẳng có xài được. Nên em nghĩ đó, mọi người nên trân trọng tánh mạng của mình và nên trân quý và xem trọng những người hàng xóm. Đừng có làm chuyện lố lăng rồi xảy ra việc. Khi mình hối hận rồi thì đã muộn, phải không quý vị? Và câu chuyện em kể cho mọi người nghe đến đây đã hết rồi ạ. Rồi câu chuyện hôm nay chúng ta nghe đến đây đã hết rồi quý vị. Di Linh hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những mẫu chuyện tiếp theo nha. Bye bye.